Về mặt khái niệm thì cái viêm phổi tắc mạch cầu ái toan thì nó cũng rất khá là hiếm gặp, và nó là một nhóm bệnh gồm nhiều bệnh, trong đó có các đặc điểm chung là tăng bạch cầu ái toan trong máu trên 500 bạch cầu trên microlit và tăng bạch cầu ái toan trong dịch rửa phế quản phế nang trên 5%. Và nếu mà sinh thiết phổi thì có hình ảnh thâm nhiễm bạch cầu ái toan trong mô bệnh học. Và người ta phân loại hai nhóm lớn, đó là nhóm bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan có chỉ có tổn thương giới hạn tại phổi, và một nhóm thứ hai là tăng bạch cầu ái toan nhưng mà có tổn thương đa cơ quan. Trong đó thì cái nhóm bệnh mà chúng em muốn đề cập đến trong bài báo cáo là nhóm bệnh giới hạn tại phổi vô căn. Thế thì trong thực hành lâm sàng thì khi bọn em tiếp cận bệnh nhân với bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan thì đa số trường hợp có thể là vô căn, nhưng mà cái việc thăm dò để xác định căn nguyên sẽ là rất là quan trọng để có thể tối ưu hóa điều trị. Và nó cũng có thể có những cái yếu tố nguy cơ như là phơi nhiễm với các dị nguyên hít như khói thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử, một số loại nhiễm nấm, virus, ký sinh trùng cũng có thể gây ra viêm phổi tăng bạch cầu ái toan, và một nhóm có thể là vô căn. Thế thì trên thực hành lâm sàng thì tiêu chuẩn Phillips sửa đổi đã được ứng dụng để chẩn đoán viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp. Nó gồm các cái yếu tố, là thứ nhất là diễn biến bệnh dưới 1 tháng, thứ hai là có hình ảnh thâm nhiễm phổi trên X-quang hoặc là phim cắt lớp ngực, và có thâm nhiễm bạch cầu ái toan ở phổi được chứng minh dựa trên tỷ lệ bạch cầu ái toan trong dịch rửa phế quản phế nang trên 25%, hoặc là có bệnh phẩm sinh thiết phổi có thâm nhiễm bạch cầu ái toan. Và bệnh nhân được loại trừ các bệnh phổi tăng bạch cầu ái toan có căn nguyên khác như là hội chứng Churg-Strauss hay là hội chứng tăng bạch cầu ái toan máu, rồi nhiễm nấm phổi Aspergillus chẳng hạn. Từ năm 2020 thì ở trung tâm hốp chúng em thì có tiến hành cái hội chẩn đa chuyên khoa về các bệnh phổi kẽ, và lúc đó thì các bệnh lý phổi kẽ bắt đầu được quan tâm và tiếp cận chẩn đoán nhiều hơn. Và trong số đó thì các cái ca bệnh viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp đã được tiếp cận chẩn đoán. Thì hiện tại khi mà chúng em tìm hiểu các nghiên cứu liên quan đến tăng bạch viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp thì các cái báo cáo đa số là trùng ca bệnh hoặc là các báo cáo ca bệnh, và các báo cáo đấy cũng cho thấy cái bệnh cảnh đa dạng của bệnh lý này. Vì vậy thì chúng em xin phép báo cáo một chùm ca bệnh gồm 6 bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán tại trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai, với mục tiêu là mô tả các cái đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đối chiếu với các tài liệu nghiên cứu đã có trên thế giới. Về mặt đối tượng và phương pháp thì chúng em mô tả hồi cứu 6 ca bệnh đã được hội chẩn tại hội đồng đa chuyên khoa và được hội đồng kết luận chẩn đoán là viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp hoặc là theo dõi viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp, và thời gian là thu thập là từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 9 năm 2022. Và nếu như mà bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp vô căn, nếu mà thỏa mãn được cái tiêu chuẩn của Phillips sửa đổi như trình bày ở trên, và nếu như mà không hoàn toàn thỏa mãn được nhưng mà tuy nhiên đưa ra hội chẩn thì hội đồng đã đưa ra kết luận là theo dõi viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp vô căn. Sau đây là cái kết quả, thì đặc điểm chung là chúng em có 6 bệnh nhân, thì cả 6 bệnh nhân đều là nữ, và cái tiền sử phơi nhiễm với khói thuốc thì chỉ có 3 bệnh nhân là phơi nhiễm với khói thuốc thụ động, còn không có bệnh nhân nào hút thuốc lá. Ngoài ra thì có 3 bệnh nhân có phơi nhiễm với khói bụi công nghiệp, nhà ở gần khu công nghiệp. Về tiền sử các bệnh lý khác thì có 1 bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc cản quang, có 1 bệnh nhân thì có tiền sử thiếu máu và sẩy thai, và 1 bệnh nhân có viêm mũi dị ứng. Cái diễn biến bệnh thì trong 6 bệnh nhân thì cái diễn biến đều là cấp hoặc bán cấp, tức là dưới 4 tuần. Thấp nhất là bệnh nhân diễn biến 5 ngày, có bệnh nhân diễn biến nhiều nhất là 21 ngày. Và các cái chẩn đoán thì trong đó có 1 bệnh nhân được chẩn đoán là viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp vô căn, và 5 bệnh nhân là chẩn đoán là theo dõi viêm phổi tăng bạch cầu ái toan cấp vô căn. Về mặt điều trị thì cả 6 bệnh nhân đều được khởi đầu bằng kháng sinh, sau đó thì có thêm corticoid toàn thân. Về mặt triệu chứng thì có 4 trên 6 bệnh nhân chiếm 66,7% là có sốt, không có bệnh nhân nào có ban trên da, triệu chứng ho gặp ở 100%, đờm thì gặp ở 83%, triệu chứng khó thở gặp ở 100% với các mức độ khác nhau, trong đó chỉ có 1 bệnh nhân chiếm 16,7% là có suy hô hấp khi nhập viện. Cả 6 bệnh nhân chiếm 100% đều có gian nổ khi khám ở phổi, gian rít gian cáy thì không phát hiện được ở bệnh nhân nào. Có 1 bệnh nhân có dịch màng phổi số lượng ít. Về mặt kết quả xét nghiệm máu thì chúng em thấy cái chỉ số bạch cầu trung bình là 14,6 cộng trừ 3,8 giga trên lít. Bạch cầu ái toan thì có tỷ lệ phần trăm trung bình là 30,3 cộng trừ 15%,
trong đó thấp nhất là 13,7% và cao nhất là 51%. Và với số lượng tuyệt đối thì bạch cầu ái toan trong máu tuyệt đối là 4,4 giga trên lít cộng trừ 2,7, trong đó thấp nhất là 2,2 giga trên lít và cao nhất là 9,2 giga trên lít. Chỉ số CRP trung bình, trung vị, ở đây em tính trung vị vì nó không tuân theo quy luật chuẩn, thì là 0,92, trong đó thấp nhất là 0,04 và cao nhất là 8,6 mg trên decilit. Về các cái xét nghiệm dịch phế quản thì chúng em chỉ có 3 bệnh nhân được soi phế quản trong cái ca chùm ca bệnh này, với cái tỷ lệ trong 3 bệnh nhân đấy thì chỉ có 1 bệnh nhân được chứng minh là có tăng bạch cầu ái toan trong dịch rửa phế quản phế nang. Còn 2 bệnh nhân thì không, có một bệnh nhân thì tỷ lệ là 0%, nhưng mà bệnh nhân đó là sau khi đã được điều trị corticoid trong vòng 10 ngày. Về đặc điểm chẩn đoán hình ảnh phim cắt lớp phổi thì chúng em có 100% số bệnh nhân là có tổn thương đông đặc và kính mờ và phân bố ngẫu nhiên hai phổi. Có 5 bệnh nhân chiếm 83% là có dấu hiệu halocyte ở trên phim cắt lớp phổi. Những cái tổn thương khác có thể gặp đó là một bệnh nhân có dày vách liên tiểu thùy và 3 bệnh nhân có hình ảnh nốt ở trung tâm tiểu thùy. Các tổn thương phổi khác có thể phát hiện được trên 6 ca này là có một bệnh nhân là có dịch màng phổi, dịch màng tim. Có 2 bệnh nhân có hạch trung thất, tuy nhiên hạch trung thất thì không có dấu hiệu nghi ngờ ác tính hay là như ví dụ như là hạch to hay là hình ảnh xâm lấn. Đây là một cái hình ảnh minh họa phim của một bệnh nhân trong 6 bệnh nhân này ạ. Thì trong đó thì cái hình ảnh chúng em đã đánh khoanh tròn thì là có hình ảnh đông đặc ở giữa và có cái quầng kính mờ xung quanh là dấu hiệu halocyte, và các cái nhiều nốt bên cạnh những hình ảnh tổn thương lớn đó thì có nhiều các cái nốt khác cũng về đặc điểm tương tự rải rác ở hai bên phổi. Về các cái xét nghiệm khác để chúng em tìm căn nguyên như là căn nguyên vi sinh, ký sinh trùng, nấm, virus, vi khuẩn thì có 2 bệnh nhân được phát hiện là có kháng thể kháng run lươn và Toxocara trong máu bằng biện pháp ELISA, nhưng mà cũng không chứng minh được đấy là IgG hay là IgM. Và có 1 bệnh nhân là có kháng thể kháng sán lá gan lớn. Thì còn cái soi phân tìm ký sinh trùng cũng như là ấu trùng run lươn thì không có bệnh nhân nào có. Các xét nghiệm vi sinh trong đờm thì tất cả đều âm tính. Chúng em sau khi được chẩn đoán là viêm phổi tắc mạc cầu ái toan cấp hoặc là theo dõi viêm phổi tắc mạc cầu ái toan cấp thì được bổ sung corticoid đường toàn thân trong phác đồ điều trị, và các bệnh nhân đều đáp ứng rất là nhanh trên lâm sàng, triệu chứng sốt cũng như là các triệu chứng ho, khó thở, khạc đờm đều đáp ứng rất là nhanh. Đây là hình ảnh minh họa một bệnh nhân trong chùm ca bệnh, thì cái phim ở bên tay trái đánh chữ A là phim chụp trước khi điều trị corticoid và phim B là sau điều trị corticoid 7 ngày thì các cái tổn thương thâm nhiễm đông đặc kính mờ đều đã biến mất gần như là hoàn toàn. Chúng em so sánh với một cái phân tích gộp của tác giả Arani và công bố vào năm 2013 thì các cái triệu chứng, các cái đặc điểm về tuổi giới thì có hơi khác một chút. Là ở đây thì em thấy đa số các cái nghiên cứu là cho thấy tỷ lệ nam thì lại gặp nhiều hơn nữ. Tuy nhiên có một cái đặc điểm là đa số những cái trường hợp này là họ nghiên cứu trong các nhóm ví dụ như là binh lính hoặc là trong quân đội thì cái tỷ lệ đa số là nam giới. Và có trong đấy cũng có 1-2 nghiên cứu là có tỷ lệ nữ và nam tương ngang bằng nhau hoặc là nữ nhiều hơn. Về mặt tuổi thì cũng tương đương như là trong cái chùm ca bệnh của chúng em là đều ở tuổi lứa tuổi trẻ hoặc là trung niên. Thế và cái tỷ lệ bạch cầu acid ở trong dịch phế quản thì của họ cũng ở cái mức trung bình là 47-50-60%. Nó cũng gần tương đương như là trong nghiên cứu của chúng em. Như vậy thì qua cái phân tích hai cái 6 bệnh nhân đó thì chúng em thấy có 2 vấn đề. Thứ nhất là việc phát hiện để tiếp cận chẩn đoán viêm phổi tắc mạch cầu ái toan sớm và kịp thời là rất quan trọng. Vì như cái bệnh nhân đấy khi mà họ được chẩn đoán xong, họ điều trị corticoid thì cái tổn thương nó tiến triển rất là tốt. Và việc chẩn đoán loại trừ các căn nguyên sẽ giúp cho việc kết luận được là vô căn, và nó sẽ giúp là nếu như giả sử có căn nguyên khác thì bệnh nhân sẽ được điều trị nó tối ưu. Và nếu được chẩn đoán và điều trị kịp thời thì đáp ứng trên lâm sàng rất là nhanh, kể cả những ca có suy hô hấp thì sau khi được điều trị thì cái diễn biến cũng rất tốt. Còn nếu mà bị bỏ sót thì có thể diễn biến xấu, thậm chí là tử vong. Chúng em kết luận là trong chùm ca bệnh thì 100% là bệnh nhân có triệu chứng ho, khó thở các mức độ, da nổ rải rác hai bên. 4 trên 6 bệnh nhân thì có sốt và chỉ có 1 bệnh nhân suy hô hấp. 1 bệnh nhân có tràn dịch màng phổi số lượng ít.
6 bệnh nhân thì có bạch cầu oái toan trong máu tăng, trung bình là 4,4 giga trên lít. 3 bệnh nhân có xét nghiệm công thức tế bào dịch, trong đó chỉ có một bệnh nhân là oái toan là 70%. Tổn thương trên HRCT ở 100% số bệnh nhân là có hình ảnh đông đặc kính mờ, phân bố ngẫu nhiên và halocyte thì chiếm 83%. Cả 6 bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh lúc nhập viện và sau đó thêm corticosteroid toàn thân và đáp ứng nhanh trên lâm sàng. Em xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của hai thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ.